Hôm nay tôi đã cài mod làm cho GTA trở nên hỗn loạn hơn. Trong khi mọi thứ trở nên hỗn loạn thì tôi sẽ cố gắng thực hiện thử thách đã đề ra. Anh em nghĩ tôi sẽ có một ngày bình yên, nhưng không. Anh em thấy cái Thanh đang chạy ở trên không? Mỗi lần cái Thanh chạy hết sẽ có một thứ gì đó điên rồ xảy ra với tôi. Đây là một ví dụ. Rainbow Weapon là gì đó mà tôi vẫn chưa biết. Rainbow Weapon là cái này nè mọi người ạ. Holy moly, được của nó. Đây, xe của tôi mới mua đây. Ngầu chứ hả? Tuy là nhà tôi nó nhìn nghèo vậy thôi chứ xe cũng phải có một chiếc đẹp đẽ, anh em hiểu không? Và thử thách đầu tiên của tôi là phải đi nâng cấp chiếc xe này. Deadly arm. Tôi chỉ cần ngắm vô thôi mọi thứ sẽ nổ tung. Cái chỗ độ xe cũng khá là xa luôn ấy. Mong là trên đường đi không có chuyện gì xảy ra. What the f? Vãi chưa? Holy shit man. Có cái gì đây? Đùa nhau. Xe tao mới mua luôn á. Mà ở trên đường thì tự nhiên có máy bay đâu bay ấy. Nó đổi lại cho tôi chiếc này hợp phong thủy với tôi hơn này. Màu trắng này, đẹp này. Come on, thử thách đầu tiên chúng ta phải nâng cấp chiếc xe này. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. No. What the f? Thôi. Mở nó. Thôi. Đậu xanh, bố mày cần ra khỏi đây. Xe mới mua cái anh ơi, thôi nha. Cái xe tăng. Xe tăng đây. Thôi mẹ. Xe tăng kìa. No. Oh shit. Thôi. Come on. Ui. Đỉnh cao. No. Chạy xe rồi. Bố mày chỉ cần đi sửa xe thôi mà. Sao nó cháy xe rồi mọi người ạ? No. Game speed chậm lại rồi. No. Đúng là hỗn loạn thực sự. Chạy được, bố mày chạy được. Cái chỗ sửa xe khá là xa luôn ấy. Oh, no, everyone turn right. Mọi người quay phải hết. No. Cái này là nó tự quay đấy anh em ạ. Chứ không phải là tôi quay đâu. Tiếng còi bóp anh nổi thật sự. Invisible car. Xe tàn hình. Mọi mục đích của tôi là tới nâng cấp chiếc xe này thôi mà nó khó quá. Ôi, xanh á. Chả thấy xe luôn ấy. Mày ngu, chặn hộ tao. Tuy tao không thấy nhưng mà tao có thể điều khiển. Cái gì kìa? Đâu ra con khỉ trên xe của tôi thế nha? Xanh nó hơi kệ, chở đi chơi cũng được. Không ơi. Ui, khỉ ơi, đừng có nhảy. Ui, rồi bẻ bánh luôn. Rồi xong rồi khỉ ơi, xong rồi toan rồi khỉ. Thằng ngu này chạy chậm thôi. Sắp tới rồi. Ôi, thôi. Đây đúng không? Đâu? Màu xanh, đâu nha? Xanh, cái cửa hàng xe này cay thế. Cửa hàng xe đâu? Phải. Thôi. À đây. Mình cho tất cả mọi người một cái cây súng hỏa tiễn á. Phải chưa? Thôi, đừng có bắn tao nữa. Ấy. No. Xe mới mua. No. Yes. Cái này là tôi cần chạy trên 55.5 mile trên giờ ấy. Không là nó sẽ bị nổ. Ấy. Hết hồn má. Man, come on, đổ lẹ, chúng ta có thể làm được. Thử thách đầu tiên, come on. Yep. A few moments later. Yep, xong rồi. Rốt cuộc cũng xong rồi nhá. Và thử thách thứ hai là đi xăm. Tôi sẽ đi xăm cho anh em xem. Đây là cái chỗ tôi thường hay xăm nhất, ổn không? Ui, vehicle rain. Mỗi chiếc xe nó sẽ rơi trên đầu xuống đấy. Phải, thôi. Ui, xe đẹp đấy. Mà tôi cũng cần phải chạy đến điểm xăm, come on. Chúng ta có thể làm được mà. Trên trời có gì không? Hết rồi. Không thấy súng luôn trời. What? Gì trời? Nói chung là trong cái thời kỳ hoảng loạn này, mình cũng phải lịch sự đậu xe cho nó ngay ngắn, hiểu không? Đây là thợ xăm của tôi đấy. Tôi hay xăm chỗ này lắm. Ôi, đừng nói mày xăm bằng cái đó nha ba. Chú em cứ bình tĩnh. Chết tao luôn á. Bình tĩnh thôi nha. Có vẻ cái này được nè. Đấy. Nói chung là thử thách thứ hai cũng xong rồi. Được một hình xăm rồi đấy. Khá là ngầu. Thử thách thứ tư cũng là thử thách khá là khó. Và cái đường đi cũng khá là xa. Tôi cần đến sân bay để cướp máy bay. Tôi sẽ rời khỏi thị trấn của tôi. Trời tối. Không, cái này là đỡ hơn mấy cái kia. Tại nó chỉ chuyển trời tối thôi. Không sao cả. Cái con này nó vẫn ngồi trong đây á. Tự nhiên tôi có bạn đồng hành mọi người ạ. Cửa xe của tất cả chiếc xe đều mở. Tự động đóng. Đúng là hỗn loạn quá đi mà. Dead Eye. Wow. Dead Eye là tôi có thể nhắm bắn và ngân động mọi hoạt động đấy. Ui.
Ui. Miratut. Miratut. Ủa nó biến mất luôn kìa. Trời, đứng chụp hình hay gì? Hay lắm hay gì mà chụp hình. Tôi có thể làm biến mất người đấy. Không, tôi có thể biến họ thành tiền. Khi mà tôi đụng vô họ, coi này. Đấy, tôi được cộng tiền kìa. Mày chạy ngang tao là mày sai lầm rồi con ạ. Tôi có thể được cộng tiền đó, làm giàu không có. Đấy, mất luôn. Thôi hết rồi, hết rồi. Đi đi thôi, đi thôi, vô nhiệm vụ. No, what the... Hình quá. May là xe tôi gầm thấp nên là không bị gì hết. What the f... No. Yep. Được rồi khỉ ơi. Ổn chứ hả? Thôi dù sao thì tôi cũng đã tới rồi đây. Cảm ơn nha. Tôi cần cướp một chiếc máy bay. Máy bay này được nè. Ơi, no, 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 giờ không thể dừng được, no. Tôi cứ chạy mãi vậy đấy. Dừng lại. Máy bay của tao đã tới nơi rồi, không được xuống nữa. Đổi màu luôn, tất cả chiếc xe đều đổi màu, come on. Không thể dừng chiếc xe đều được, nếu mà tôi nhảy xuống thì tôi sẽ chết ngay. Cho nên là tôi sẽ chạy vòng vòng. Snow luôn, chuyển qua tuyết rồi. Shit, man, tao chỉ cần lấy chiếc máy bay thôi mà. Lock camera rồi. Giờ tôi chỉ có thể điều khiển một hướng thôi. Dấp dấp dấp, lên. Tôi được teleport vào một cái chiếc máy bay khác nữa. Mà thôi cũng được, ổn đấy, không sao. Bay lên. Oh shit man. No. Có vẻ là lần này lộn rồi đây. Tôi bị chảy nước này mọi người ạ. À, tôi cần kiếm một chiếc xe lẹ. Chúng ta có thể quay lại cướp máy bay. No, get out my way man. What? Tôi sở hữu siêu năng lực. Tôi sở hữu siêu năng lực đấy. Ơi. Okay, let's go. Hello anh, cho em vô nha. Thôi. Mày định bắn tao. Lẽ nào chúng ta cần một chiếc máy bay phản lực. No. Đang cướp máy bay cơ mà. Có nhảy dù được không? Hậu xanh. Ôi. Thôi. Tôi vẫn không từ bỏ ý định cướp máy bay đâu. Anh em cứ yên tâm á. Bắn được có duyên ngay. Xanh á. Ôi, không thắng. Xanh á, không được thắng. Lùm xe lẹ. Khoan, để nó nón rồi đó. Nói chung là loạn loạt là cũng phải tuân thủ luật giao thông. Đấy. No, tôi sắp chết rồi. What the... Why? Không sao. Trời. Tôi nghĩ là tôi không nên ra khỏi chiếc xe này đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Làm sao để xuống đây? Chúng ta cần xuống dưới. Nhảy thôi. Lụm xe. Lẹ. Lé. Xe cùi cũng được, không sao, xe được cùi cũng được. Lé. Rồi. Vô. Ai, con khỉ vẫn còn đứng đây hả con? Tôi đổi đồ luôn rồi. Không sao. Dạ, không sao. Cũng được, vẫn ổn. Lùi đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn. Ổn mà. Come on. Bay. Yes. Let's go. Chúng ta đã bay rồi. Yep, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái đỉnh chóp của cái bản đồ này. Này, ở đây. Có vẻ là tôi sẽ bay tới luôn. Mong là không có chuyện gì xảy ra đấy. Ủi gì liền mà dí luôn thè. Dead arm này giờ tôi chỉ là nó sẽ nổ đấy. Nhưng mà giờ tôi không chỉ được rồi. Khá là đáng tiếc. Tại vì tôi đang lái máy bay cơ mà. Máy bay khó điều khiển thế. Hay là tôi chưa có bằng lái máy bay nha. Khá là khó điều khiển luôn ấy. Mà cũng sắp tới rồi đấy. Tôi nghĩ là như vậy. Phải vượt qua cái núi kia. Sắp tới mũi hảo vọng rồi. Come on. Let's go. Có vẻ là tôi sẽ nhảy dù ấy. Tôi không biết cách đáp nên là tôi sẽ nhảy dù. Come on. Mở dù. Yup. Let's go baby. Đáp xuống rồi nào. What the f***?
Nói chung tôi đã đến được cái mũi Hảo Vọng rồi đây. Đấy là hành trình thực hiện thử thách của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.